Xin chào các bạn, hiện tại Liên Quân Mobile đang có chuỗi sự kiện tháng 5 huy hoàng. Đây là chuỗi sự kiện anh em không thể bỏ qua nếu chơi Liên Quân Mobile. Đặc biệt vào ngày 01 tháng 5 thì anh em chắc chắn phải vào chơi Liên Quân Mobile, bởi vì ngày này chính là ngày anh em có thể nhận được thật nhiều quà. Các bạn chú ý nhá, vào chơi ngày 01 tháng 5 để nhận thật nhiều quà. Và đây là sự kiện có nhiều quà nhất từ trước cho đến nay của Liên Quân. Và món quà có giá trị lớn nhất từ trước cho đến nay với 8 chiếc iPhone X và 2 chiếc xe máy Exciter, tướng và trang phục miễn phí trên toàn server. Tức là vào ngày 01 tháng 5, anh em vào chơi Liên Quân Mobile và anh em chắc chắn nhận được tướng và trang phục miễn phí. Đây là cái chuỗi sự kiện anh em phải tham gia nhá. Ít nhất là vào 01 tháng 5 anh em vào chơi Liên Quân Mobile để nhận thật nhiều quà nhá. Dẫn tham gia sự kiện xoay chuyển tình thế, dứt điểm giao tranh cùng Compact. Từ ngày 25 tháng 4 tới ngày 01 tháng 5, hãy thu thập nước tăng lực Compact và hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi 6 nước tăng lực bạn có thể quy đổi ra một dương Compact. Ở bên trong, bạn sẽ nhận được một huy hiệu Compact và một dương xoay chuyển tình thế. Với mỗi huy hiệu, hãy nhanh chóng điền thông tin trong liên kết để có thể nhận được iPhone X và xe máy Exciter. Mùng 1 tháng 5 này, chơi Liên Quân 100% nhận tướng miễn phí. Chỉ duy nhất vào mùng 1 tháng 5, hãy rủ bạn bè cùng chơi và tận hưởng tháng 5 huy hoàng cùng Liên Quân Mobile. Chi tiết xem tại liênquân.garena.vn. Bạn tham gia sự kiện uống Compact thắng Combat. Bạn là một cao thủ Liên Quân. Bạn có thể xoay chuyển tình thế, đem về chiến thắng cho đồng đội. Hãy chia sẻ highlight đặc sắc nhất của bạn với hashtag Liên Quân Mobile uống Compact thắng Combat. 100 thùng nước tăng lực Compact đang chờ đón. Cùng chứng tỏ bản lĩnh nào. Mọi chi tiết xem tại liênquân.garena.vn. Chào các bạn, mình là Remind. Như các bạn đã biết, từ ngày 25 tháng 4 cho tới ngày 1 tháng 5, Liên Quân Mobile và nhãn hàng nước tăng lực Compact đang tổ chức sự kiện xoay chuyển tình thế, dứt điểm giao tranh cùng Compact với giải thưởng đặc biệt là 5 chiếc iPhone X và 2 chiếc xe máy Exciter. Trên tay Remind đây là chiếc iPhone X của người may mắn đầu tiên trúng giải. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng Remind đi tìm người chiến thắng ấy và trao tận tay bạn ấy chiếc iPhone X này nhé. Chào tất cả các bạn, mình đang trên đường đi tới chỗ của bạn vừa trúng thưởng là chiếc iPhone X này. Trên tay mình đây là chiếc iPhone X. Và chia sẻ nhỏ cho các bạn là mình tới giờ chưa bao giờ cầm một chiếc iPhone như thế này hết á. Mình đang cảm thấy rất là hồi hộp và vui mừng. Nhưng mà mình nghĩ là cái bạn mà trúng thưởng á sẽ hồi hộp hơn mình rất nhiều và cũng như là vui hơn mình rất nhiều. Hiện tại thì sự kiện vẫn đang diễn ra và vẫn còn 4 chiếc iPhone X và 2 chiếc xe Exciter chưa có chủ. Các bạn hãy mau tham gia sự kiện để rinh về cho mình những phần thưởng hấp dẫn nhé. Ban tổ chức đã liên hệ được và đã hẹn gặp được bạn ấy và bây giờ chúng ta hãy vào gặp bạn ấy nhé. Chào bạn. Xin chào các bạn, mình là Remind đến từ sự kiện xoay chuyển tình thế, dứt điểm giao tranh cùng Compact. Và hiện tại mình đang ở đây để trao cho bạn trúng thưởng ngày đầu tiên chiếc iPhone X. Bây giờ mình có thể phỏng vấn bạn một vài câu được không ạ? Bạn có thể giới thiệu cho mình về bản thân không? Mình là Hưng, năm nay mình 25 tuổi. Mình đang làm cho công ty ACC trực thuộc Quân chủng Phòng không Không quân. Bạn chơi Liên Quân đã lâu chưa? Mình chơi Liên Quân cũng rất là lâu rồi, từ khi mới ra đến giờ. Bạn hiện tại đang ở rank nào rồi? Mình hiện tại thì đang ở vàng 1. Leo rank có khó không hay là? Leo rank hiện tại rất là khó. Rất là nhiều tướng khắc chế nhau, rất là khó đánh. Và một mình thì không thể kéo được cả team được, chưa đủ trình độ. Không sao, bạn thích vị tướng nào cũng như là vị trí nào nhất? Mình thích nhất là đánh pháp sư đi đường giữa, tướng Natania. Thường thì bạn hay chơi Liên Quân với ai? Bình thường thì mình hay chơi với các anh em đồng nghiệp ở trong phòng. Tối về thì sau khi hai vợ chồng ăn cơm xong thì cũng có làm vài trận. Thân đóng tình cảm với nhau đúng không? Cảm nghĩ của bạn khi mà bạn nhận được chiếc iPhone X này như thế nào? Thật sự là rất là bất ngờ. Thì hồi sáng mình cũng chỉ đăng ký để chơi thôi. Mình thật sự là không thể nghĩ được là mình sẽ nhận được cái iPhone X.
Tự nhiên thấy hồi hộp quá. Không sao, tại mình cũng cảm thấy hồi hộp nữa mà. À, bây giờ mình sẽ giao cho bạn chiếc iPhone này và tụi mình sẽ cùng trải nghiệm Liên Quân Mobile trên chiếc iPhone này nhé. Cài xong game rồi thì anh có muốn solo với em một game không? Được. Dạ. Ơi, một lần nữa mình xin chúc mừng bạn Hưng đã thắng được chiếc iPhone X. Các bạn ơi, hiện tại thì sự kiện xoay chỉ tình thế dứt điểm giao tranh cùng con bắt vẫn còn đang diễn ra, với phần thưởng vô cùng giá trị là 4 chiếc iPhone X và 2 chiếc xe máy Exciter. Cách tham gia rất đơn giản, các bạn chỉ cần chơi game và chia sẻ thì các bạn đã có thể có cơ hội nhận được những phần thưởng giá trị đó rồi. Còn chần chờ gì nữa, các bạn mau tham gia và chiến nhé. Sự kiện đặc biệt, dự đoán tỷ số trận chung kết đấu trường danh vọng mùa xuân 2018, trúng iPhone X siêu chất. Trong khoảng thời gian từ 0 giờ ngày 28 tháng 4 đến 12 giờ ngày 29 tháng 4, bạn sẽ nhận được một vé dự đoán duy nhất khi đăng nhập vào game. Sử dụng vé dự đoán để đổi lấy một trong 8 huy hiệu tỷ số mà bạn cho rằng đó là kết quả chung cuộc của trận chung kết đấu trường danh vọng mùa xuân 2018. Với huy hiệu tỷ số đúng với kết quả chung cuộc của trận chung kết đấu trường danh vọng mùa xuân 2018, bạn sẽ quy đổi nó thành túi quà vinh danh. Mở túi quà vinh danh, chắc chắn bạn sẽ có được 2 mảnh tướng, 2 mảnh trang phục, 2 loa to và 20 ruby. Và đặc biệt, chính là cơ hội sở hữu chiếc iPhone X độc nhất vô nhị. Với mỗi huy hiệu tỷ số sai, bạn sẽ đổi thành 1 ruby. Mua thẻ Garena bằng tin nhắn rất đơn giản. Truy cập nathe.garena.vn, chọn game bạn muốn nạp, đăng nhập tài khoản, chọn Viettel SMS. Màn hình nào thể hiện ra, chọn mệnh giá bạn muốn và bạn sẽ có thẻ Garena ngay lập tức. Để tìm điểm bán thẻ Garena gần bạn, truy cập hỗ trợ.garena.vn, chọn điểm bán thẻ Garena. Chọn nơi bạn sống, kết quả sẽ hiện ra ngay. Đi mua thẻ thôi nào. Ngoài ra, các bạn có thể mua thẻ Garena qua đại lý eBay hoặc các đại lý được Garena ủy quyền trên toàn quốc.
subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.